Xin chào các quý khách hàng, đại lý, nhà phân phối của Phan An Rin nói chung và viên uống trắng da Nice Beauty nói riêng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng khâu sản xuất để chúng ta hiểu được sự khác biệt làm nên thành công của viên uống trắng da Nice Beauty trong suốt 3 năm vừa qua. Viên uống trắng da Nice Beauty được sự đón nhận của hàng triệu khách hàng trong nước, có mặt rộng rãi tại 63 tỉnh thành và hiện nay cũng đang có mặt hàng chục nước trên thế giới như Mỹ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, giải cứu làn da, cuộc sống hôn nhân của chị em phụ nữ. Cùng với đó, viên uống trắng da Nice Beauty đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn đại lý từ online đến offline, từ hiệu thuốc tới spa, từ công nhân đến viên chức nhà nước. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà viên uống trắng da Nice Beauty lại chiếm được thị phần lớn đến như vậy? Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ người đã dành toàn bộ thời gian của mình để nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm tuyệt vời này. Viên uống trắng da Nice Beauty, sản phẩm dẫn đầu trên xu thế hiện nay bởi vì nó sở hữu công nghệ tiên tiến nhất trong thị trường, trong nước cũng như là trên trường quốc tế, đó chính là công nghệ hướng đích nano mạng sinh học. Ứng dụng thành công này đã mang lại cho sản phẩm 3 ưu thế. Ưu thế thứ nhất đó là tối đa cái công dụng của sản phẩm và trong cơ thể người sử dụng. Ưu thế thứ hai đó chính là tối ưu được cái khả năng hấp thu và chuyển hóa trong cơ thể. Ưu thế thứ ba đó chính là việc tối ưu tối đa cái chi phí sử dụng cho khách hàng. Chúng tôi sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất trên thế giới áp dụng vào trong sản xuất để đảm bảo an toàn, hiệu quả tối đa theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Vào nghiên cứu, phát triển và tối ưu hóa sản xuất để giúp đem đến một phiên bản sản phẩm hoàn hảo tới tay khách hàng. Chúng tôi còn tập trung vào những chiến dịch về truyền thông, về đào tạo, những kế hoạch sát sườn để giúp cho toàn bộ tất cả các anh chị em đội ngũ, đại lý, nhà phân phối của Phan An Rin có thể tiếp cận được sản phẩm nhanh nhất tới tay khách hàng. Làm thế nào để phủ rộng được 63 tỉnh thành trên toàn quốc và đặc biệt là tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ đến các nước trên toàn thế giới. Nhìn lại hành trình 2 năm vừa qua của Phan An Rin, chúng ta đã cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của doanh nghiệp, những giai đoạn thử thách nhất của doanh nghiệp. 2020 và 2021 là giai đoạn khó khăn nhất của tất cả các doanh nghiệp. Khi mà hàng chục ngàn doanh nghiệp đã phải rời khỏi thị trường, hàng chục ngàn thương hiệu biến mất trên thương trường và hàng triệu người dân lao động không có công ăn việc làm ổn định, chúng ta lại cùng nắm tay nhau bằng sự tin tưởng của tất cả các anh chị em dành cho lãnh đạo công ty lại làm nên một cái lịch sử tuyệt vời cho Phan An Rin. Chúng ta có hàng ngàn những con người trên khắp toàn quốc cùng kinh doanh Nice Beauty. Chúng ta có hàng ngàn những câu chuyện thành công trên khắp cả nước. Và đặc biệt, chúng ta lại đang là một nơi đem đến thu nhập và cuộc sống ấm no cho rất nhiều gia đình. Đứng ở cương vị là ban lãnh đạo công ty, tôi trân trọng, biết ơn sự đồng hành của từng khách hàng nhỏ nhất, từng đại lý nhỏ nhất đến toàn thể tất cả các anh chị em đại lý, nhà phân phối đã cùng tin tưởng vào sự dẫn dắt của ban lãnh đạo công ty, cùng nhau viết nên những trang sử hào hùng của Phan An Rin. Xuân 2022 đã tới, chúng tôi có một mong ước lớn lao hơn, đó là tất cả những sản phẩm của Phan An Rin sẽ có mặt trong khắp các gia đình người Việt và lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi trên toàn thế giới. Để làm được điều này, chắc chắn chúng tôi cần những mảnh ghép, chúng tôi cần những viên gạch, đó là những khách hàng, tất cả những anh chị em đại lý, nhà phân phối sẽ cùng chúng tôi xây dựng nên một ước mơ tuyệt vời này. Xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em hệ thống đại lý nhà phân phối, những người đã dành toàn bộ thời gian của mình trong một năm qua miệt mài lan tỏa sản phẩm đến với cộng đồng. Chúc tất cả các quý khách hàng có cơ duyên được biết tới Nice Beauty một cái Tết an khang thịnh vượng, tâm muốn sự thành.
2021 đã khép lại, chúng ta sẽ cùng nhau viết nên một hành trình nhiệm màu của 2022, viết nên một Phan An riêng thịnh vượng. Nếu như năm 2020 là một năm kinh tế khó khăn, thì năm 2021 là một năm khó khăn, trồng khó khăn do đại dịch Covid gây lên. Nhưng đối với hệ thống dược mỹ phẩm Phan Green thì đó lại là một năm mang tính kỳ tích, giống như một phép nhiệm màu. Bởi ở nơi đây chúng tôi đã có những sự cố gắng, nỗ lực, sự hy sinh và cống hiến không ngừng nghỉ của từng thành viên. Giá trị mà hệ thống dược mỹ phẩm Phan Green mang lại không chỉ là sắc đẹp mà còn là sức khỏe, giá trị bản thân cũng như kinh tế. Ở nơi đây, chính môi trường này, từ những bạn sinh viên, giáo viên, các chủ spa, công nhân viên chức nhà nước, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa đã một lần nữa khẳng định lại được giá trị, vị thế bản thân của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Đối với tôi, đó là hạnh phúc, đó là niềm kiêu hãnh. Năm 2021 đã khép lại với những thành tựu vượt ngưỡng mà chúng ta đạt được. Giờ đây chúng ta hân hoan đoàn tụ bên gia đình, cùng nhau chào đón năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Hẹn gặp lại các bạn ở năm 2022. Chúng ta lại cùng nhau nỗ lực trên hành trình xây dựng những ngôi nhà Phan An trên 63 tỉnh thành và vươn tầm quốc tế. Phan Green, nơi chắp cánh những ước mơ thịnh vượng.